Tử vi hàng tuần từ 5 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Nghiêu, Bọ Cạp, Ma Kết, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Song Tử, Sử Nữ, Cự Giải. 1. Tử vi cung Bạch Dương từ ngày 5 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2022 tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ ngày 5 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2022 nói rằng trong tuần mới Bạch Dương trở nên khá ổn định. Không quá tốt tuy nhiên bạn cũng sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì lo ngại cả. Mọi chuyện đang diễn ra đều đều và tốt đẹp. Bạn đã có nhiều thời gian rảnh hơn để làm những gì mình yêu thích các bạn còn đang độc thân không nên quá mong chờ quá nhiều vào chuyện tình cảm trong tuần này khi mà nhân duyên không có dấu hiệu cải thiện một số bạn có thể sẽ không được đáp lại tình cảm một cách xứng đáng do đó sẽ khiến bạn cảm thấy rất muộn phiền nếu đã có đôi bạn được trải qua những giây phút thăng hoa khi được đối phương quan tâm và chăm sóc đặc biệt hiệu suất công việc của bạch dương đang tạm ổn bạn chia sẻ các ý tưởng của mình để để cải thiện tình hình hơn bên cạnh đó việc trao đổi kỹ năng của bạn với các đồng nghiệp cũng sẽ giúp bạn nâng cao được chuyên môn của mình nếu đang trong quá trình tìm việc hình ảnh lạc quan và vui vẻ của bạn sẽ được mọi người yêu quý nhất nhiều tuần này vận trình tài lộc của chòm sao này vẫn đang ở độ mức bình thường nếu bạn thấy tài chính của mình còn eo hẹp thì phải tìm ra vấn đề ở đâu, chứ không nên hoàn toàn kết luận là do thị trường và các tác động khách quan hay do tình hình dịch bệnh khó khăn. Kiếm tiền không bao giờ là dễ dàng và bạn cần phải bỏ công sức vào đó rất nhiều. Hai tử vi cung kim nghiêu từ ngày 5 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2022 dự báo tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy kim nghiêu sẽ bị vướng họa thị phi trong tuần này vì những lời nói một cách vô tình. Với các cuộc tranh luận, nếu không kiểm soát thái độ và ngữ khí của mình, tròm sao này sẽ có thể khiến xung đột nảy sinh. Bạn nên tránh xa những câu chuyện thị, để không bị ảnh hưởng nhé. Với các bạn còn đang độc thân, vận trình tình duyên đang có những dấu hiệu đi xuống. Có những người có tình cảm đơn phương sẽ rất buồn bã vì không được đáp lại tình cảm. Nhưng bạn đừng nghĩ đó là điều không may mắn, bạn hãy tin rằng là bạn chưa thể tìm thấy một người thực sự phù hợp với mình mà thôi. Tình hình công việc của Kim Ngưu trong tuần này sẽ tương đối tốt. Dù cho không có nhiều tiến bộ trong việc giải quyết những vấn đề còn tồn động, tuy nhiên mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp sẽ hài hòa hơn, vì thế mà bầu không khí trở nên hài hòa. Vui vẻ hơn rất nhiều đấy nhé. Đây sẽ không phải là một tuần may mắn trong phương diện tài lộc đối với Kim Ngưu, vì thế tốt nhất bạn không nên tham gia những trò chơi may rủi, đỏ đen thời buổi khó khăn, do đó bạn cung không nên nghĩ đến các cách làm giàu bất chính, bạn cần phải lao động thật mới mong đổi đời được. Ba, Tử vi cung song tử từ, từ ngày 5 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2022 bước sang tuần mới, lời khuyên cho bạn nên học cách điều chỉnh lại tâm trạng của mình hơn nữa bởi vì có thể bạn phải đối mặt với những sự thử thách không nhỏ từ cuộc sống đối với sự thay đổi đột ngột trong thời gian này chòm sao này cần sẽ có chút lung lay ý chí tuy nhiên nếu bạn kiên trì thì sẽ sớm đạt được thành công mà thôi những bạn còn độc thân sẽ gặp được đối tượng phù hợp trong ngày gặp gỡ giao lưu với bạn bè bạn nên mở lòng bởi vì đó là cơ hội bạn thoát ế tốt nhất đấy nhé Chuyện tình cảm của những cặp đôi sẽ khá tĩnh lặng, cảm xúc của hai bạn sẽ khá ổn định do đó sẽ không có sóng gió gì xảy ra cả. Về phương diện công việc của Song Tử đang có những chuyển hướng rất tích cực, cải thiện hơn so với tuần cũ. Bạn cần trở nên bình tĩnh, tập trung hơn trong chuyện công việc. Do đó xử lý được những nhiệm vụ chưa hoàn thành, do đó mọi việc trở nên khá thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều. Tài chính của Song Tử nhìn chung khá thoải mái và rủng rỉnh. Dù không tới mức như đại gia, tuy nhiên bạn cũng không thiếu tiền tiêu đâu đấy nhé. Bạn cảm thấy hài lòng hơn với tình hình kinh tế của mình và biết cách trân trọng các cơ hội đến với mình. Từ đó bạn sẽ nhận được những thành quả một cách xứng đáng nhất. 4 Tử vi cung cự giải từ ngày 5 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2022 bói tử vi trực tuyến nói rằng tinh thần của cự giải mang đến cho mọi người cảm giác ấm áp khi luôn quan tâm và giúp tất cả đỡ người xung quanh. Bạn chú trọng vào những mối quan hệ cả trong công việc, cuộc sống và biết tạo ra ấn tượng tốt với tất cả mọi người. Do đó, bạn sẽ được giúp đỡ một cách hết sức tận tình. Những cơ hội tình cảm đến với ai còn đang độc thân trong tuần mới tuy nhiên bạn cần hết sức tỉnh táo để nhìn ra xem đâu mới chính là mối quan hệ mập mờ độc hại không nên quá dễ dãi khi mà chưa hiểu rõ về đối phương người đã có đôi trải qua tuần mới với mối quan hệ tình cảm rất ổn định và thoải mái tuần này cự giải rất bận rộn với công việc sự hiểu lầm trong giao tiếp với đồng nghiệp sẽ khiến mọi người cảm thấy rất bối rối nếu có điều gì đó không phù hợp chòm sao này nên nói ra một cách càng sớm càng tốt các bạn đang tìm việc sẽ vụt mất cơ hội vì biểu hiện thiếu tự tin của mình tình hình tài chính của các bạn đang khá ổn định tuy nhiên về khía cạnh đầu tư thì chòm sao này nhất định phải thận trọng nhất là với tình hình bất ổn như thời điểm này không nên tham gia những dự án mạo hiểm nếu không sẽ bị mất tiền Nam, tử vi cung sư tử từ ngày 5 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2022 sư tử nên học cách để mà biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình cho người đối diện được hiểu một cách chính xác nhất. Chỉ cần thẳng thắn nói ra những điều mà bạn đang cảm nhận là được tròm sao này sẽ thấy rất nhẹ nhõm hơn nhiều đấy nhé các bạn còn đang độc thân trong tuần này sẽ được rất nhiều bạn bè nhiệt tình mai mối do đó mà đào hoa nở rộ tuy nhiên để chính thức bước vào mối quan hệ với bất cứ ai mà bạn cần thêm thời gian các cặp đôi đang yêu rất dễ có xung đột hơn nữa là khi xảy ra chiến tranh lạnh hiệu suất công việc của chòm sao này trong tuần mới sẽ khá tốt sư tử nên quan tâm nhiều hơn đến tiểu tiết và cố gắng kiên nhẫn cẩn thận hơn rất nhé bạn phải tăng cường ý thức về đào tạo và làm việc nhóm nếu như đang trong quá trình tìm việc sư tử cần có những lời động viên để tự tin thể hiện khả năng bản thân mình nhé tình hình tài chính của sư tử đang khá tốt nhưng vẫn có một số hạng mục dù cho chòm sao này mong chờ sẽ có kết quả vượt trội tuy nhiên nó chỉ bình bình mà thôi đừng quá thất vọng bạn hãy chờ đợi cơ hội lần sau đến với mình nhé 6. Tử vi cung xử nữ từ ngày 5 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2022 trong tuần này, xử nữ trong tuần mới sẽ gặp phải rất nhiều điều suy tư. Với những việc diễn ra trong tuần khiến cho chòm sao này khá đau đầu để có thể phân xử. Nhìn chung là sẽ tổn hao rất nhiều sức lực. Các bạn còn đang độc thân vẫn đang xem xét khả năng quay lại với tình cũ tuy nhiên càng nghĩ bạn càng thấy việc này sẽ không đơn giản chút nào. Hãy nhìn về hiện tại và tương lai hơn là bạn cứ mãi để tâm vào chuyện quá khứ. Nếu đã có đôi có cặp tuần này, xử nữ cần tạo ra sự liên kết với đối phương. Công việc của bạn đang không được suôn sẻ. Tuy nhiên cuối cùng bạn sẽ hoàn tất được mọi chuyện một cách êm xuôi. Khi công việc đã kết thúc, tròm sao này tận hưởng cảm giác tuyệt vời với những gì mà bản thân đạt được. Các bạn đang tìm việc sẽ cảm thấy bi quan khi cơ hội chưa đến. Sử nữ không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong tuần mới, nhưng chòm sao này nhớ thận trọng về phương diện đầu tư. Không nên tự quyết định, bạn hãy lắng nghe ý kiến của mọi người để bạn giảm thiểu được rủi ro cho mình đấy nhé. 7 tử vi cung thiên bình từ ngày 5 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2022 tử vi 12 chòm sao cho thấy thiên bình gặp những khó khăn, tuy nhiên khi đối mặt với trở ngại bạn rất cứng rắn và trưởng thành hơn. Sẽ nhận được một số bài học mang lại cho bạn cảm hứng. Khi làm gì nên kiên nhẫn hơn, không chỉ dựa vào phán đoán chủ quan của riêng bản thân dẫn đến có hành vi không phù hợp. Tuần này. Phương diện tình cảm của những bạn độc thân khá tốt, sự kiên trì của chòm sao này cuối cùng cũng đã chạm tới cảm xúc của đối phương, Thiên Bình có cơ hội cao thành đôi trong tuần này. Chòm sao này nên trân quý cơ hội đang có. Người có đôi có cặp sẽ có thái độ rất nghiêm túc khi mà đối diện với tình cảm của chính mình. Tuần này Thiên Bình có rất nhiều cơ hội thể hiện mình. Tuy nhiên, một vài đồng nghiệp cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với bạn chòm sao này có thể cần phải suy nghĩ để giải quyết tình huống khó xử khi hợp tác với họ cơ hội việc làm có thể chưa đến với thiên bình trong tuần này nhưng bạn cũng đừng nản trí nhé tình hình tài chính của chòm sao này vẫn đang khá tốt thu nhập tăng lên nếu như thiên bình sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn bạn sẽ có được nhiều cơ hội kiếm nhiều tiền hơn thế rất nhiều nữa đấy nhé 8. Tử vi cung bọ cạp từ ngày 5 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2022 bọ cạp sẽ trở nên tò mò hơn và rất quan tâm với những thứ xảy ra xung quanh mình và sẵn sàng chủ động khám phá và học hỏi hơn trong tuần này. Nhờ đó, chòm sao này có thể học được rất nhiều kiến thức mới. Bạn sẽ vui vẻ, nhiệt tình với những mọi người xung quanh, sẵn lòng giúp đỡ khi ai đó cần mình những bạn còn đang độc thân sẽ có những mối quan hệ bí mật trong tuần này bởi vì bạn không muốn tiết lộ khi chưa có điều gì đó chắc chắn các trải nghiệm ngọt ngào ban đầu sẽ khiến bạn luôn trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc nếu như đã có đôi các cặp đôi trước đây trong tình trạng chiến tranh lạnh không nói chuyện trong khoảng thời gian rất dài lời khuyên cho bọ cặp ở nơi làm việc đó là không nên nóng vội bốc đồng Hãy làm việc chăm chỉ thay vì ngồi buôn chuyện. Rồi nỗ lực của chòm sao này sẽ được ghi nhận sớm thôi, do đó bạn đừng lơ là, xa đà vào việc tám chuyện với đồng nghiệp quá nhiều đấy nhé. Người đang tìm việc sẽ tự tin thái quá vào chính mình. Bọ cạp có chút tiền tiết kiệm tuy nhiên chưa biết làm thế nào với chúng để tiền đẻ ra tiền, và đó là lý do tiền của chòm sao này trong ngày càng mất giá. Hãy học hỏi thêm về đầu tư. Bạn biết là nên dùng tiền cho việc gì hay không? 9. Tử vi cung nhân mã từ ngày 5 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2022 xem tử vi phương Tây cho biết nhân mã nên rút kinh nghiệm từ quá khứ và học hỏi điều mới trong tuần tới rất hữu ích cho nhân mã để mà thay đổi trạng thái. Cuộc sống tuần mới bạn nên tham khảo kinh nghiệm từ người đi trước để có được những ý kiến tham khảo bổ ích nhé các bạn còn đang độc thân có thể không đủ dũng cảm từ chối tình cảm của những người mà mình không thấy phù hợp đó chính là quyết định khó khăn khi mà chòm sao này không muốn làm cho đối phương bị tổn thương với những cặp đôi bạn có mâu thuẫn nhỏ với một nửa của mình tuy nhiên bạn cũng đừng để những mâu thuẫn kéo dài thêm nữa nhé công việc của chòm sao này cũng gặp nhiều trở ngại mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp không được tốt và dễ xảy ra mâu thuẫn cãi cọ xung đột chòm sao này chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ của mình bỏ qua lời nói vô thưởng vô phạt của đối phương đi nhé tình hình tài chính của bạn tuy rằng tốt tuy nhiên đây không phải thời điểm phù hợp để nhân mã mạo hiểm đầu tư trong khi phải nghĩ ngợi để có thể quyết định chớ tin ý kiến của người ngoài 10. Tử vi cung Ma Kết từ ngày 5 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2022 tử vi tuần mới nói rằng Ma Kết về cơ bản rất tốt, chòm sao này đã biết đặt vị trí của bản thân vào vị trí của người khác, do đó những mối quan hệ cũng được cải thiện. Chòm sao này bắt đầu nhận ra một số thiếu sót của mình và sẵn sàng thay đổi, bạn khá kiên trì với kế hoạch của mình. Các bạn còn đang độc thân hãy trở nên dũng cảm hơn để tiến đến gần bên người mà bạn thầm mến, hãy cho tình cảm của đối phương thêm cơ hội nhé. Nếu có đôi, hai người chịu khá nhiều áp lực trong phương diện tình cảm, hãy xem như đây là thử thách để cả hai thêm thấu hiểu nhau hơn nữa nhé. Tuần này, mặc dù khả năng lớn tròm sao này sẽ phải đối mặt với một số khó khăn, tuy nhiên niềm vui là bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của bạn bè và đồng nghiệp với sức mạnh tập thể việc cuối cùng cũng sẽ khắc phục được nếu đang tìm việc tốt hơn hết trong quá trình tìm việc bạn nên nói ít và giữ thái độ khiêm tốn để công việc được thuận lợi nhé vấn đề tài chính của market trong tuần này giữ ở tình trạng tạm ổn khi ngoài nguồn thu nhập từ công việc chính thì cung hoàng đạo này còn có thêm khoản tiền nào khác nữa nếu muốn chi tiêu cho các sở thích riêng đòi hỏi bạn cần phải dành dụm hàng ngày và tăng khoản tiền tiết kiệm của mình lên nữa nhé 11. Tử vi cung bảo bình từ ngày 5 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2022 Tử vi hàng tuần của 12 cung hoàng đạo chỉ bảo bình đang tương đối êm ả, à. bạn có khá nhiều yêu cầu đối với mình, mỗi ngày. Chòm sao này đang tự đặt ra mục tiêu nhỏ để ép bản thân phải hoàn thành, tuy nhiên có vẻ bạn đang tự chịu quá nhiều áp lực rồi đấy về phương diện tình cảm của những ai còn đang độc thân sẽ không được thuận lợi cho lắm bạn sẽ gặp phải một số trở ngại tuy nhiên miễn là duy trì một thái độ lạc quan kiên nhẫn thì không có bất cứ điều gì có thể làm khó được bạn cả trong tuần này điểm sáng của chòm sao này chính là công việc đã được cải thiện một cách hiệu quả hơn nữa bạn nhận được lời khen của cấp trên đồng nghiệp bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bảo bình và những thành công mà bạn đã đạt được nữa về phương diện tài chính, các khoản chi tiêu đang bất hợp lý. Nếu như nó nằm ngoài kế hoạch chi tiêu sẽ khiến cho bạn sẽ phải rút hầu bao chi tiêu liên tục trong tuần này. Đã đến lúc bạn cần phải xem xét lại túi tiền của mình và lập kế hoạch một cách hết sức cẩn thận đấy nhé. 12 tử vi cung song ngư từ ngày 5 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2022 song ngư sẽ cảm thấy mọi vấn đề đang không được như ý, có nhiều vấn đề sẽ khiến cho bạn cảm thấy hết sức khó chịu mà không biết làm gì. Điều này làm cho bạn phải suy nghĩ rất nhiều nhất là những mối quan hệ xung quanh không được như mong đợi, do đó đã đến lúc bạn cần tìm cách để cải thiện mọi việc đi nhé nếu như bạn còn đang độc thân chòm sao này sẽ có thể nhận ra những dấu hiệu muốn tiến xa hơn từ những người bạn khác giới tuy nhiên bạn chưa biết mình có nên mở lòng ra hay không nữa người đã có đôi sẽ phải bận tâm khá nhiều đến vấn đề tình cảm hai người sẽ nảy sinh những sự cãi vã mang lại cho bạn cảm giác rất khó chịu và chán nản Công việc đang diễn ra đều đều khiến cho bạn có cảm giác nhàm chán, tuy nhiên bạn lại không biết làm cách nào để thoát ra khỏi được tình cảnh này. Thực tế là tròm sao này cũng không dám chấp nhận thử thách nên mới xảy ra thực trạng đó. Bạn cần nhìn nhận và đánh giá mọi việc một cách khách quan hơn nữa nhé.